Anh hướng dẫn mẹo để thêm cái thông số cho cái sản phẩm nha. Thì bởi vì như này, ví dụ để thêm một cái bộ thông số cho sản phẩm nó sẽ rất là lâu, mình phải nhập rất là nhiều thứ, trong khi đấy là cái sản phẩm của mình. Cái sản phẩm của mình ví dụ như là iPhone 6 và 6S chẳng hạn, thì cái bộ thông số nó rất là giống nhau. Ví dụ ở đây con 4 và con 4S, thì bây giờ mình sẽ chỉ nhập cho một bộ đầu tiên thôi, một bộ đầu tiên cho con 4 này thôi, sau đấy là sẽ nhân bản lên để cho con 4S và sửa đi một chút, ví dụ dung lượng cao hơn một chút, hay là con 5 gì đấy, 5, 6 đấy. Nói chung iPhone thông số nó gần giống nhau cả, nó chỉ thêm thắt một tí thôi, thay đổi một tí thôi. Thì để mình nhập một bộ đấy rất là lâu, thì mình nhập một bộ thôi và sau đấy mình nhân bản ra. Ví dụ đây mình thấy là mình đã nhập cho cái con 4 này, iPhone 4 này. Giờ mình muốn nhân bản bộ này ra cho con 4S này. Bây giờ chưa có. Mình nhấn vào đây, có cái phần đâm liên kết này là nhân bản này. À, sau đấy nó sẽ hiển thị các cái thông số của con 4 mà mình đã nhập ra đây cho mình. Bây giờ mình vào đây, giờ mình chỉ chọn là nhân bản cho con 4S. Đó. Mình sửa đi, ví dụ như là dung lượng con này cao nhỉ, 128. RAM 2GB. Đó. Thế thôi. Xếp lại rồi thành công. Giờ mình sẽ làm mới sản phẩm này đó, dung lượng 238 này. Làm cách này sẽ rất là nhanh, mình chỉ cần nhập một bộ thôi. Ví dụ như Samsung nhập một bộ, iPhone cũng nhập một bộ, Nokia nhập một bộ, đó nhanh. Ok.